Hai mấy bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì trong những ngày này á, thì Tân nghỉ ngơi, sắp Tết rồi. Và đặc biệt Tết á, thì Tân sẽ cố gắng Tân quay những cái clip mà đi chơi Tết. Những cái clip mà Tân chơi ở đâu, Tân làm cái gì để mà cho các bạn xem. Chứ ít kể chuyện ma lại trong ngày Tết. Tại vì năm nay là một cái năm nó quá là hẻo rồi bạn. Cái năm nó quá khủng khiếp. Mà nghe chữ sắp Tết nó đau đớn, nó buồn. Trời ơi, nó nói chung là ai cũng sẽ có những cái khó khăn trong năm nay. Thì mình không có nên kể chuyện ma vào năm mà qua năm mới à. Mình sẽ quay những cảnh vui tươi, những cảnh đi chơi, hào hứng, để mấy bạn có một cái tinh thần để bạn tiếp tục cái năm 2021 với những cái biến động gì thì chúng ta phải từ từ chúng ta mới biết. Nhưng mà mong rằng mọi thứ nó sẽ ổn và ngày càng nó tốt lên, để mà chúng ta có những cái dự án, những cái công việc mà chúng ta làm ha các bạn. Thì đối với cái Tết á, thì thật sự đối với Tân á, những cái Tết quê, những cái Tết cổ truyền, những cái Tết mà ở những cái vùng quê, những ngôi làng, nó mới có những cái Tết thực thụ. Ở nơi đó nó cũng có những cái câu chuyện tâm linh, ghê rợn. Thì Tân xin phép kể câu chuyện một cái bạn. Bạn này xin phép giấu tên, bạn là cái người kể về cái sự việc bạn trải qua cùng với gia đình, cũng như là với cái người yêu của bạn này. Thì bạn này là một người sống một cái ngôi làng ở ngoài Bắc, chứ không phải trong Nam. Thì nói đến ngoài Bắc là Tân không có rành rồi, tại vì Tân cũng không có ra ngoài Bắc nhiều. Một cái ngôi làng ngoài Bắc thì Tân chỉ có coi được trên TV thôi, coi được trên những cái phóng sự. Nhưng mà Tân biết cái Tết truyền thống hay là Tết cổ truyền ngoài một cái làng ngoài Bắc á, thì rất là gọi là ấm cúng, rất là truyền thống, và đi đúng những cái gì mà các cụ ngày xưa mà họ làm cái bữa Tết cho cái làng của mình, rồi từng gia đình ở trong làng như thế nào. Thì câu chuyện này là một cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Tân. Thì bạn nói làng của bạn á là có bốn cái cổng làng, thì được gọi là Long Lưng Quy Phụng, một cái làng mà gọi là khá là lâu đời ở ngoài Bắc. Bạn không có tiết lộ được cái ngôi làng đó ở đâu, tại vì nó ảnh hưởng đến cái đời sống cũng như cái câu chuyện này á. Bạn cũng không có muốn nhiều người dòm ngó quá về cái ngôi làng của bạn. Bạn chỉ kể một cái phương diện nào đó về chuyện tâm linh hay gửi mấy bạn mà thôi. Thì làng bạn này có bốn cổng Long Lưng Quy Phụng. Thì bốn cái cổng làng này được xây lên và rất là đặc biệt. Người ta nói ở làng phải có cái tục lệ riêng, gọi là phép vua mà thua lệ làng. Làng này đã có từ hàng ngàn năm rồi. Và cái ngôi làng này là một cái ngôi làng mà từ thời xa xưa, những cái người mà có gọi là tài giỏi, những gọi là những cái trang tuấn kiệt của cái thời đó, là những cái người mà xung phong đầu quân đi ra biên giới để chống lại thế lực mạnh của quân thù địch, ví dụ như đời Tống, đời Minh, đời Thanh, để mà bảo vệ cho quê hương mình. Thì có những người mà trong cái làng này á, đi lính như vậy á, thì họ làm được rất là nhiều những chức vụ lớn ở trong cái triều đại lúc đó, và thường là họ không có vợ con và họ hy sinh ở ngoài chiến trường. Thì ngày xưa đó cái người lính đó họ có những cái thẻ, có những thẻ bài. Thẻ bài đó là ghi tên và ghi cái huyện nơi mà họ sinh ra và lớn lên, ở trong đó có di nguyện của người lính đó. Thì các bạn biết một cái trận đánh như vậy đó là rất nhiều người nằm xuống, để mà có thể đem từng người về quê hương của họ mà chôn á, thì cái chuyện rất là khó. Rất là khó. Họ đều khi chôn trong cái mồ chôn tập thể nào đó, thì cái mà còn lại là cái di nguyện, cái thẻ bài của họ được khắc bằng gỗ. Thì tất cả những người mà sinh ra từ cái làng này mà đi lính đó, hay là đi gìn giữ cái biên giới đó, thì là họ đều có cái di nguyện là gửi hết cái tiền mà họ phục vụ trong những cái triều đại đó về cho làng, để mà xây dựng đời sống của làng tốt hơn. Tại vì làng của họ khổ quá.
thì nhận được từ triều đình thời đó những cái tiền đó, thì cái cụ lớn tuổi trong làng, trưởng làng, họ mới xây lên bốn cái cổng long lưng uy phụng. Và ở bốn cái cổng này là mỗi cổng đều có hai con chó đá. Thì các bạn biết những cái làng ngày xưa họ đều có chó đá ở đầu làng, được tạc bởi những cái người thợ, và sau đó là được khai quang điểm nhãn bởi những người thầy trong làng, hoặc là những cái người thầy tu cao tay. Thì làng bạn này cũng vậy, cũng có. Nhưng mà đặc biệt hơn những làng khác là làng bạn này có bốn cổng long lưng uy phụng. Thì từ thở xa xưa cho đến bây giờ là cái làng bạn này có một cái tục lệ, đó là sau 10 giờ tối là không đón người ngoài làng vào, và người trong làng cũng không đi ra ngoài làng. Nếu đi ra vào 10 giờ tối thì đi luôn, sáng hôm sau hãy về. Tục lệ thứ hai là không giữ lại người lạ quá 7 ngày ở trong làng, vì giữ lại quá 7 ngày trong làng sẽ có những chuyện không hay xảy ra với người lạ đó, vì họ không phải là người trong làng này, không có cùng họ với những người mà ngày xưa đã khai lập cái làng. Thì bạn này mới nói với Tân là thật sự ra chẳng ai muốn ở lại làng nó 7 ngày hết, tại ngôi làng nó không có gì hết. Cũng như bao nhiêu ngôi làng dưới quê Bắc Bộ khác là người ta làm nghề nông, những cái làng xung quanh cũng làm nghề nông, không phải là khu du lịch, cho nên là đời sống cũng là tương đối khó khăn. Ngoài những cái truyền thống khắc khe, phong kiến, thì không có cái gì để mà lưu trữ lại, cũng phải là điểm tham quan du lịch để mà người ta ở lại đó nó quá lâu. Gia đình của bạn mỗi năm đều về vào những cái ngày mà làng có những cái tổ chức cúng kiến, mà kiểu như là con cháu phải tề tụ về thì mới được. Chứ còn mà không có những cái ngày lễ đó thì hình như không ai muốn về. Thì người ta coi cái tục lệ đó là bình thường, qua nhiều năm nó bình thường. Thì thực sự ra bạn cũng hiểu, ở những cái vùng mà hẻo lánh, những cái vùng quê, thì những cái người thành thị như mình, những người trẻ ít khi muốn về. Mình sống một cái nơi mà nó có sự nhộn nhịp, mình quen rồi. Nhiều khi mình về 1-2 ngày mình thấy được, chứ 3-4 ngày mình chịu không nổi đâu các bạn. Mình thiếu nhiều thứ mà cái tiện nghi của mình đó không có. Cho nên là cái chuyện mà ở quá 7 ngày là không ai ở hết. Và làng nào cũng làm nông như làng đó, làng nào cũng có tục lệ khó khăn như nhau, thì không có ai mà từ làng khác mà đi vô làng người sau 10 giờ đêm làm gì đó. Thì cái chuyện là vậy. Nhưng mà có một cái lần, lần này thì nó thuộc dạng là định mệnh, là bạn này nói như vậy là vì là cái lúc đó là cái người trưởng làng là cụ Lạc, cụ Lạc mới đánh điện gọi cho bố bạn này và nói rằng là cái người gì trong dòng họ không sống qua khỏi đêm nay, cho nên là gia đình của bạn buộc phải tức tốc quay trở về làng để mà lo cái hậu sự, lo cái đám tang cho cái người gì đó. Người gì đó thì cũng lớn tuổi rồi, tám mấy tuổi rồi, gọi là hưởng thọ rồi, nhưng mà dì thì nằm ở đó thôi thóp thôi. Thì bây giờ thì dì sắp đi rồi, mình về thì mình lo hậu sự là chuyện bình thường. Nhưng mà bạn này có người bạn trai là Việt Kiều, thì lúc đó cũng về thăm bạn, về quê hương thăm bạn. Thì bây giờ bạn bị cái hậu sự gia đình đó, thì bạn phải dẫn cái người bạn trai này đi về quê chung. Thì cái thời hạn là 7 ngày lận, mà thời hạn 7 ngày thì đâu có cái gì đâu mà suy nghĩ. Một cái đám tang thì cũng là 3 ngày thôi đó, đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mà về thì đêm đó cái người gì đó không có mất, người gì đó vẫn thôi thóp. Và mãi đến 3 ngày thì người gì đó mới mất. Mà cái ngày thứ 3 mất á, lại mất vào lúc 11 giờ đêm, chứ không phải là thấy chỉ là mất vào buổi sáng. Ngày hôm đó thì còn được trọn vẹn một ngày để cho những người khác tới ta thăm, nhưng mà bị có một cái là mất ngay 11 giờ đêm, là cái giờ mà mọi người ta ngủ hết. Thì những cái đám tang hữu sự như vậy đó thì không có đón được người ở ngoài vào, tại sau 10 giờ đêm là không ai được ra vô đó. Nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ có gia đình để cái lồng đèn màu trắng ở đằng trước thôi đó, để cho người ta biết là nhà có tang, rồi sau đó là cái xác để đó. Gia đình thì đi ngủ, và sáng hôm sau người ta mới tới thăm, chứ không phải thăm nườm nượp sáng đêm như là ở Sài Gòn. Thì khi mà người gì mất á,
thì mới gọi cái người thầy cúng ở trong cái vùng đó đi tới. Thì người thầy cúng này tới mới nói là thôi chết, sao mà mất vào cái giờ mà nó xấu thế này, ôi giời ơi 11 giờ đêm mà mất thế này thì gia đình của cậu có chuyện đấy, không phải đùa đâu đấy, phải coi như thế nào. Còn người lạ ấy là phải đưa ra khỏi làng, chứ để trong làng là không yên. Đấy, đó là cái người thầy đó nói. Thì gia đình của bạn cũng lo lắng các bạn, cũng lo lắng tại vì thầy ở trong làng nói chưa bao giờ sai. Mà gia đình thì không có muốn mình bị cái họa. Mà ở ngoài đó người ta tin dữ lắm, ta rất là tin. Thì người lạ là bạn trai của bạn này đó. Mà bây giờ qua 3 ngày rồi, tính ra cái đêm nó mất thì ngày mai là ngày thứ tư đó. Mà đám tang phải để 3 ngày nữa là 7 ngày đó. Thì mới nói người bạn trai là thôi bây giờ anh ngủ lại đêm nay, sáng ngày mai khi mà mọi người bắt đầu làm lễ linh đình á thì anh lại dì em cái rồi em chở anh ra ngoài tỉnh, anh thuê khách sạn anh ở giùm em 3 ngày. Khi mà đám ma của dì xong đó thì là gia đình sẽ ra đón người yêu đó đi về Hà Nội. Thì các bạn biết á, là cái anh đó là Việt Kiều, anh không ở nhà nghỉ được. Thì ra cái khu đó người ta không có khách sạn. Ngay từ đầu các bạn cũng biết là cái vùng đó là vùng người ta làm nông, không phải là cái nơi mà để người ta du lịch. Cho nên cái chuyện mà xây khách sạn là không có, chỉ có những cái nhà nghỉ thôi. Mà các bạn biết nhà nghỉ ở cái những vùng hẻo lánh là như thế nào, rất là ẩm thấp, mùi thì này kia. Đôi khi là những cái nơi mà để cho người ta vô đó người ta giải quyết thì nó không có phải là cái nơi mà một cái người Việt Kiều người ta ở được. Thì đêm hôm đó đó là qua 10 giờ là không ai tới giếng nữa. Thì gia đình của bạn đóng cửa lại bắt đầu ngủ. Thì không ngờ là bạn nhận được cái cuộc điện thoại của anh người yêu mới nói rằng là em ơi, anh ngủ không được, ở trong cái nhà nghỉ anh ngủ không được. Bây giờ anh đi xe vô tới cổng làng rồi, em ra em đón anh nha, anh không có nhớ nhà em ở đâu. Thì bạn mới hoảng quá, bạn hoảng quá, bạn mới nói rằng là anh đứng cái làng cổng nào. Thì anh mới nói là anh cứ đúng cái cổng mà mình đi từ ở ngoài vô ngay từ những ngày đầu đó em. Thì bạn lại nói anh đứng ở cổng Phụng rồi, là cổng Phụng đó, anh đứng nó đi, em ra em sẽ đón anh vô. Thì bạn này phải buộc thú thật với lại bố mẹ, mới nói là anh người yêu lén vô đây này vậy đó. Thì bố mẹ nói thôi cũng tội nó con, nó Việt Kiều mà, nó đâu có sống được ở nhà nghỉ. Với lại tục lệ của làng mình là 7 ngày, thôi thì cho nó ở 6 ngày đi. Cái ngày cuối đó là mình năn nỉ, mình lại lục nó, sao đó cho nó ngủ đỡ một đêm ở ngoài nhà nghỉ đi. Rồi sáng á, mình ra mình đón nó về Hà Nội luôn. Thì cô bạn này á, thì kể câu chuyện cho mình nghe thấy cũng hợp lý. Mới lấy xe chạy ra đón anh người yêu. Thì trên đường chạy mới nói anh đang đứng ở đâu, ở chỗ nào. Thì anh xác định một lần nữa, anh nói là anh đứng ngay cái chỗ mà lần đầu tiên mà mình đi vào làng đó, em ra em đón anh. Thì cũng mới chạy ra, thì ra đúng cái chỗ đó thì cái cổng nó gọi là cổng Phụng, thì không thấy người yêu mình đâu. Gọi điện thì anh bắt máy, anh nói anh vẫn đang đứng đây, xung quanh thì nó hơi có khác chút xíu em à, xung quanh nó là nhà thì ban đêm thì anh thấy xung quanh ta để lồng đèn màu trắng nhiều lắm, và anh thấy người ta cũng sơm tụ nói chuyện mà em. Hay em đi lộn cổng. Thì cái bạn này mới đinh ninh là mình đi lộn cổng. Nhưng mà trong lòng bạn này hiểu rất là rõ, cái hướng mà đi từ Hà Nội vào đó là chỉ có một cái cổng duy nhất thôi, còn 3 cổng còn lại là thông qua những làng khác, nó không có liên quan đến cái đường chính. Thì bạn lúc này bạn cũng hơi hoang mang rồi à, bạn vừa giữ điện thoại bạn vừa chạy. Thì khi mà chạy thẳng một đường đó, đi ngang nhà bạn này một lần nữa, đi qua luôn là cổng Long và cổng Rồng. Khi tới cổng Rồng thì bạn này cũng không thấy anh người yêu mình đâu, và chạy hết 4 cổng luôn cũng không thấy. Nhưng mà vừa đi vừa gọi vậy thì đến cuộc thứ 5 thì điện thoại mất sóng. Thì bạn mới về, bạn mới kể cho bố mình nghe, thì bố mới nói rằng là chắc thằng này nó giỡn con à.
nó giỡn với con á, chứ còn không có ai mà giờ này mà đi vô đây mà kỳ cục vậy. Làng mình có như đó thôi, làm gì có cái chuyện mà đi lộn làng khác, không bao giờ đi qua làng khác không, nó gì kêu mà. Thì gia đình cũng vẫn giỡn với nhau vậy đó. Thì bạn này bạn lo quá thì bạn mới nói là thôi không mấy thì thôi thì bố nghỉ đi, con ra con tìm ảnh một lần nữa. Thì bạn này mới chạy ra tìm thì bạn mới nghe bố mình nói đó, là nhiều khi đi qua làng khác. Thì bạn này mới chạy ra khỏi cái cổng làng luôn, ra khỏi cổng làng để đi qua một cái làng khác tìm. Thì làng khác không có cái cổng giống như cổng làng của mình, thì bạn lại không liên lạc được với anh người yêu nữa, thì bạn buộc phải quay về. Thì quay về ngay cửa Phụng đó, cửa Phượng đó, bạn mới chạy thẳng vô trong cửa Phượng. Thì lúc này bạn bước qua một không gian khác, không phải là cái làng của bạn nữa. Bạn thấy cái miêu tả của anh người yêu về cái cổng đó y chang cái gì bạn đang thấy, là các nhà đều treo lồng đèn trắng và mọi người đang nói chuyện rất là sơm tụ với nhau trong nhà. Thì bạn bắt đầu bạn cảm thấy hơi sợ. Bạn sợ là bạn biết là cái tục lệ trong làng của bạn đó, nó có những cái hủ tục và những câu chuyện là đi qua một cái nơi khác, nơi của người âm người ta sống, những người sống ở đó trước đây đó. Thì bạn cố bạn đi theo cái hướng định hướng của bạn để về nhà. Bạn mong bạn về được nhà thì bạn thấy được nhà của bạn. Nhưng mà lúc này nhà bạn đó, thì có một cái người phụ nữ đứng quay mặt vô trong đang khóc. Thì bạn mới tới, bạn mới kêu là cô ơi. Thì cái người đó quay lại, thì cái mặt người đó là chính là cái người gì mà đã mất. Đúng ra người gì đó đang nằm ở trong hòm, nhưng mà lúc này đang đứng trước cửa nhà khóc mà nhìn bạn này. Thì bạn quá là hoảng đi, lần đầu tiên gặp ma mà lại chính là cái người đang nằm mà mình biết. Thì bạn mới phóng xe thật là nhanh, bạn chạy ra cái cửa rồng hồi nãy để bạn mong là bạn vượt ra khỏi cửa rồng luôn. Bạn qua làng khác, bạn nhờ người ta giúp. Thì khi chạy ra đó thì bạn mới thấy hình dáng anh người yêu đó bị treo cổ toàn ten ở đằng trước cái cửa rồng đó. Thì bạn lại một lần quá là hoảng, bạn mới dòng xe lại, bạn chạy về hai cửa khác là cửa Quy và cửa Linh. Thì trên đường chạy bạn mới đọc cái câu tụng kinh thôi, dụ Nam Ô Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, con là tên gì đó, bao nhiêu tuổi, con là người làng này thì hãy phù hộ cho con, đừng có bắt con tội nghiệp. Thì khi bạn vừa nói xong cái câu đó thì bạn thấy đằng sau lưng của bạn đó có tiếng chó sủa. Bạn quay lại thấy có bốn con chó đang đuổi bạn, nó đang đuổi theo bạn. Thì bạn cắm đầu bạn chạy, nhưng mà bốn con chó nó rất là bự. Thì có hai con nó vụt lên, nó vụt qua khỏi xe bạn luôn, và bắt đầu nó giống như là bốn con nó đang hộ tống, nó dẫn đường bạn đi vậy đó. Thì khi bạn cố chạy theo nó đến cái cửa lưng á, thì nó chạy ra khỏi cửa đó luôn. Thì bạn theo nó chạy ra cái cửa lưng, chạy ra ngoài luôn. Thì lúc này bạn bừng tỉnh lại, bạn thấy bốn cái con chó nó không còn nữa, nó tan biến trong không khí mấy bạn. Nhưng mà lúc này bạn định thần lại thì đó không phải là cửa lưng, mà đó chính là cửa Phượng lúc bình thường bạn bước vô làng. Có nghĩa là bạn đang từ một không gian khác trở về không gian bình thường của bạn. Thì bạn nhanh chóng lên xe chạy về nhà mình, bạn kể toàn bộ sự việc đó cho ba của bạn. Thì sáng hôm sau là khi mà người thầy cúng qua thì bố bạn có tường thuật lại cái chuyện đó. Thì người thầy cúng mới nhìn, mới chắc lưỡi, mới nói thế là tai họa đấy. Cô nhà thế mà may mắn được mấy con chó cái làng này nó dẫn đường về, nhưng mà cái người yêu thì không ổn rồi, giờ này chắc chết tan thay nát thịt rồi. Thì nói đến đây thì cái bạn kể câu chuyện cho mình khóc đau lòng, mặc dù không có thấy xác, chưa thấy người yêu mình chết. Thì mới chạy ra cái chỗ nhà nghỉ đó, thì những người nhà nghỉ mới nói là hôm qua cố gắng liên lạc với lại chị mà không được. Anh này hôm qua anh đi nhậu về, anh bị xe cán ở ngay ngoài lộ á, đem lên trên bệnh viện tỉnh rồi, anh chết rồi, tan xác hết, đúng như lời ông thầy ở trong cái làng đó nói. Bạn thấy kỳ không? Một câu chuyện rất là dị mà lại ở Việt Nam, rất là dị. Thì sau cái sự việc đó bạn này rất là đau lòng một thời gian mấy năm trời.
Thì khi bạn nghe những câu chuyện ma của Tân đó, thì bạn muốn nhờ Tân kể lại cho mọi người cái câu chuyện này của bạn, để coi có ai giống bạn trong cuộc sống mà bị trường hợp đó hay không. Và cái anh người yêu đó hiện tại là bị bắt ở trong làng đó hay là được siêu thoát rồi thì bạn không có biết. Hỏi cái người thầy trong làng thì người ta không trả lời nữa. Người ta chỉ nói rằng là đừng phạm phải luật của làng. Thì bạn có hỏi Tân, thì thật sự ra thì Tân không phải là người trong làng. Tân nói cái gì đó cũng là bậy. Có những câu chuyện tâm linh mà bản thân Tân cũng chưa có trải nghiệm. Bạn này đang trải nghiệm một câu chuyện mà thật sự là Tân cũng chỉ nghe nói thôi, chứ Tân chưa có biết hoặc là Tân chưa có gì đó khẳng định. Cho nên là mình nhìn nhầm cái khía cạnh khác, là mình mong bạn đừng buồn quá. Mọi thứ nó đều có cái duyên nghiệp của nó. Anh người yêu của bạn bị tai nạn thì cái đó là cái chuyện rất là buồn. Nhưng mình nghĩ nên bỏ, buông bỏ đi, để mà sống một cuộc sống mới. Còn cái chuyện trong làng của bạn thực sự quá là dị. Mình chưa thấy chuyện đó bao giờ. Nhưng mà mình tin những cái con chó đá ở trước cổng làng đều có một cái trách nhiệm của nó. Bạn gặp được nó là bạn cũng đã có một cái khả năng tâm linh đặc biệt gì đó. Thì bạn nên phát huy cái điều đó, là hướng tâm mình về Phật. Đừng suy nghĩ những chuyện xa xôi quá. Thì các bạn nghe câu chuyện ngày hôm nay, có ai giống bạn này hay không thì cho Tân biết. Hoặc là các bạn nghĩ sao về cái anh người yêu này thì cũng nên comment cho Tân biết. Cũng cho bạn thấy được mà bạn an lòng. Đừng comment tầm bậy bạ để người ta buồn nha. Cái này người yêu người ta chết nha. Thì các bạn nhớ bình luận cái suy nghĩ của mình. Và nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma vào lần sau. Bye bye.